Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, cách đây 55 năm, theo Hiệp định Geneva, những người con thân yêu từ biệt gia đình, từ biệt quê hương, lên đường tập kết ra Bắc, hẹn 2 năm trở về sau ngày thống nhất nước nhà. Và hôm nay, sau 50 năm, với bao biến cố thăng trầm, với bao ký ức quật cường anh dũng hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, tự hào thay thành tựu 33 năm lao động hăng say, vượt bao gian khó trên những chặng đường dựng xây đất nước quê hương. Chương trình nghệ thuật sử thi Ánh lửa quật cường rực sáng tương lai gồm 3 chương: Ánh lửa quật cường, bài ca giải phóng và đất nước mùa xuân. Chỉ đạo nội dung chương trình Văn Trọng Hùng, kịch bản tổng đạo diễn Việt Thanh, âm nhạc Hoàng Hải, Đào Minh Tâm, biên đạo múa Thu Hương cùng nam nữ diễn viên, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và học sinh Trung học phổ thông huyện Vĩnh Thạnh sẽ cùng chúng ta nhắc lại những năm tháng hào hùng không thể nào quên của quê hương. Đợi chờ ngày chiến thắng anh về. Đang tấm áo em mong anh về, theo tấm áo em mong anh về. Dẫu cách xa thương nhau ta đợi, thương anh mãi em đợi chờ. No.
ta một kỷ niệm không thể nào quên. Rừng đại ngàn như lặng đi, dòng suối như ngừng chảy, chim muông như ngừng hót, như cùng lắng nghe những lời dặn dò thân thương ước hẹn. Tất cả như muốn hòa cùng nỗi đau xa cách chia ly. Hiệp nghị Geneva ký chưa ráo mực, bọn Mỹ Diệm đã trở mặt khủng bố trả thù. Lê máy chém trả thù những người kháng chiến yêu nước, đàn áp dân lành rất dã man, cánh đầu rơi máu chảy khắp miền Nam. Chúng ép dân lành vào các khu dồn, khu tù mật, chúng tách tảng xa dân, không cho dân được gần cách mạng. Quyết diệt mầm mống cộng sản, quyết bắt dân ta sống lầm than nô lệ. Mày nhầm rồi, mày càng ác, lòng thủy chung của người dân miền Nam càng dâng cao, càng nhớ miền Bắc, nhớ Bác Hồ. Ở miền Bắc, trong những tháng ngày học tập luyện rèn, trong lòng anh luôn canh cánh một nỗi nhớ miền Nam. Nhớ tới buôn làng, nhớ người canh la con gái, như cánh hoa bơ lan của núi rừng quê ta. Tay
Đảng bộ địa phương ngày 6 tháng 2 năm 1959, nhân dân 12 làng thuộc hai xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Hảo đã đồng loạt nổi dậy, đưa tài sản, người già, trẻ em, phụ nữ vào làng bí mật tự vũ trang, xây dựng bẫy đá hầm trong chống lại chính sách dồn dân của chính quyền Ngô Đình Diệm.
vũ khí thô sơ cung tên giáo mát bảy chống. Được sự lãnh đạo của đảng, dân làng đã tự vũ trang lập phòng tuyến chiến đấu, đánh thắng nhiều trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch, chặn đánh không cho địch càng vào làng, quyết không để kẻ thù bắt lính dồn dân. Tiếng còng dài vang đang kêu gọi.
Những đoàn quân ra trận, tiếp tiếp trung trung, từ Trường Sơn cho tới Biển Đông, ào ào như thác đổ, khắp Tây Nguyên sấm dậy, toàn dân ta thừa thắng một lòng cùng sông tới. Chào bình minh đang rạng, chào mùa xuân đại thắng, chào anh giải phóng quân. Âm mưu dồn dân, lập nghị quyền cơ sở kìm kẹp dân của địch. Nghe theo lời đảng của Bác Hồ, đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Năm qua thắng lợi về Bắc, năm nay Điện Biên chân càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ quân, đánh cho Ngụy Nhào. Tiến lên tuổi xuân. Bão nổi lên rồi, từ miền Nam quê hương thân yêu, từ trời thiên phong qua tây nguyên lên tây bắc biển chiều người vươn mừng cùng Đà Nẵng tươi lên chiến thắng thì tươi sôi sùng trên tay Sài Gòn giờ đang thông sùng soi đi muôn người đưa mặt trận dài vang vẫn phải bay cùng trời người người đi chiến đấu. We'll be right back.
Tự hào thay 33 năm lao động hăng say, vượt bao gian khó trên những chặng đường dựng xây đất nước quê hương. Chiến tranh tàn phá, ruộng đất quê ta dày đặc hố bom sâu, bệnh tật, thất học, đói nghèo, biết bao khó khăn người dân quê ta gánh chịu. Không, không, không thể để bệnh tật đói nghèo bắt ta khuất phục. Nghe theo lời đảng, dân làng đã định canh định cư, dựng thêm nhiều ngôi trường mới, quyết không để cái đầu con em mình thiếu cái chữ. Quyết bắt dòng Crong Buông cho điện sáng khắp buôn làng, cho điện Vĩnh Sơn tỏa sáng, hồ Định Bình xanh ngát sắc trời xanh, cho đất rừng tỏa hương thơm ngát. Lúc sinh thời, Bác Hồ hằng mong muốn ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nay giải phóng rồi không còn lo chạy giặc, lo bom đạn chiến tranh, chỉ lo sản xuất sao cho giỏi, để cái đói, cái rét, bệnh tật ốm đau không còn ở trong làng, cho cái giàu đến với các play, cho các em thơ được cấp sách đến trường. Thank you.
dòng sông của quê hương, dòng sông đã cùng với buôn làng trải qua bao đời, trải qua bao thăng trầm gắn bó. Dòng sông đã cho ta tôm cá, dòng sông đã cho ta hoa trái, và hôm nay dòng sông lại cho ta nguồn điện sáng. Thủy điện Vĩnh Sơn tỏa sáng núi rừng, rực rỡ tương lai. Vâng theo gió rừng xanh bao la, làng buôn vang tiếng cồng chiêng ngân nga. Mùa xuân đã về trên quê ta, làng buôn vang tiếng đàm từng ngân nga. Dòng điên nối liền muôn con tim, biển xanh cho tới rừng xanh cao nguyên. Xuân đã về trên quê ta, làng buôn vang tiếng đàn từng ngân nga. Dòng điện thắp sáng xuôi về muôn lối, dòng điện thắp sáng sáng soi dòng sông Côn Sài. Thủy điện reo vui trong lòng mọi người, làng buôn hát lên trời quý sơn rực sáng mai. Sáng rồi buôn làng ơi sáng, sáng lên rồi mặt trời Vĩnh Sơn. Sáng rồi buôn làng ơi sáng, sáng lên rồi điện về muôn nơi. Sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi. Chim phí hót vang khắp buôn làng, mặt hồ gần gần lăng tăng tông, thêm cả cờ xuân dưới nước trong. Và giờ đây chỉ nghe đồng vọng tiếng lòng sông, những thanh âm theo phù sa mãi miết, hồ định bình tiếng lòng ai da diết, vỗ đôi bờ nồng ấm vị trầu cay.
Đại biểu cùng toàn thể quý khán giả cùng đón xem nghệ thuật đốt pháo bông và thả đèn trời.
hùng, quay quần chế rượu Panakin chung cần. Hỡi anh em ta ơi, hỡi buôn làng ta ơi, hãy nắm tay nhau múa hát đi nào, cho hormone ngân vang rộn rã khắp buôn làng. Nào, hãy nắm tay nhau với tất cả lòng yêu thương rộn rã cồng chiêng, cuốn hút nhịp chân xoan, men rượu cần ngây ngất trái tim ai. Hãy múa hát đi nào, hỡi buôn làng ta ơi! Trân trọng kính mời đồng chí đồng bào tiếp tục thưởng thức hội cồng chiêng quanh cây nêu. Và chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đồng bào đã đến dự và cổ vũ động viên cho các đoàn nghệ thuật, các cộng tác viên